Hoa sứ Mỹ Ngân xin chào cô chú cùng các anh chị mình. Tiếp tục với cái lô sứ thanh lý 2 ha. Lô số 2 cũng gồm có 12 cây, giá là 300.000 phí ship bên người mua trả. Cái này một cốt nằm chậu C9 và C8 nha cô chú anh chị mình. Đó. Củ thì nó già, củ nguyên ha. Cây không có bị củ không có bị kẹo hết gì nhiều. Củ rất là già luôn. Bông thì cây này giống cây én nè cô chú anh chị mình ơi. Đó. Cây én nè. Rồi cây sĩ thư nè. Sĩ thư. Đó, củ quái luôn nè, một cốt củ quái luôn nè. Dáng quái luôn. Cây này Vĩnh Lộc 17. Nói chung là đủ loại hoa ha. Cây này vàng, thân vàng. Này cái thân nó lên vàng nè, con chiếc nhánh rồi. Đó, chiếc nhánh rồi. Cây này cái gì thân vàng đi kìa. Rồi ôi giống như là long thành vàng nha cô chú anh chị mình. Đây thêm một cây nữa gì. Cái lá giống lá long thành. Là nó lên thân vàng nè, cây này con đó chiếc nhánh cắt nhánh ghép rồi. Hình như là long thành thân vàng đó cô chú anh chị mình nha, mua về. Rất là hên luôn nha. Đó, con nhổ ra thanh lý luôn. Cái lô này quá đẹp. Nói chung một cốt là hàng sứ giống không mà hồi giờ con không có ghép một cốt nha. Sứ mua về làm giống này vàng mới tila đi nè. Cây quá trời bự luôn. Mua về làm giống nó về để lâu quá giờ tháo lên nhổ thanh lý. Cây này là kim lăng. Cây này hai màu. Đó. Trồng xô quá, khúc cục quá. Cây này thằng tài, thằng tài san hô. Rồi. Quá trời đẹp luôn. Đó, đủ giống đủ loại trong cái lô này ha. Gồm có 12 cây giá 300.000 phí ship bên người mua trả giùm con nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào clip tiếp theo.